Chiều cao trung bình của người Việt thấp hơn các nước khác trên 10 cm. Để cải thiện tầm vóc mai sau, bé cần nguồn dưỡng chất đặc chế phát triển chiều cao. Đột phá mới, Dialac Pro với công thức Pro Pro giàu đạm và năng lượng, tăng thêm 30% canxi và gấp đôi vitamin D. Theo khuyến nghị của DRI Hoa Kỳ, giúp bé phát triển chiều cao tốt hơn. Thật hạnh phúc khi nhìn con yêu cao lớn mỗi ngày. Dialac Pro, bé cao thật cao, cho mẹ tự hào.